Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Với cuốn video này chúng ta cùng giao lưu cây cảnh nghệ thuật của anh Trần Thanh Sơn, địa bàn xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, anh Sơn có một số những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hiện đang trưng bày tại Ủy ban Nhân dân xã Đình Chu. Đây cũng là một trong những cái chương trình để chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ ở xã Đình Chu, chuẩn bị được khai mạc. Số cây cảnh nghệ thuật ở đây nói chung là những tác phẩm xanh là chủ yếu, nhưng một đậm một cái nét tôi đã tham quan qua một cái khu vực đó là những cây xanh có tuổi đời cũng tương đối cao rồi. Vâng, trước mắt chúng ta là anh Sơn. Chủ vườn. Tôi đưa qua một số những cái tác phẩm như thế này, sau đó chúng ta lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu và giới thiệu trước với các bạn. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa, đứng rất nắng. Không khí của mùa hè đã đến rất gần bởi những cái nắng chói chang và nhiệt độ đã lên cao dần. Tôi em về cái hàng bonsai nhé. Được rồi. Đấy. Coi như là hình tổng thể đã xong. Bây giờ chúng ta đi cận cảnh một số những cái tác phẩm sau. Vâng, cây ổi này là cây ổi em đã làm hơn 30 năm nay rồi. Vâng. Từ ngày chơi cây. Vâng, tác phẩm đầu tiên. Tác phẩm này là tác phẩm là rất là đẹp. Vì đây là tác phẩm này là 3 thân. Anh quay toàn thân đi ạ, xung quanh ạ. Vì một tác phẩm ổi này không phải là dễ mà làm được một cây ổi như này. Vì nó là một cái nòi rất là khó làm tâm. Nên là làm được một tác phẩm này không phải đơn giản. Đó, anh đi quanh quanh cây này ạ. Em đặt dáng nó là cái gì? Thế em cứ đặt dáng là nó là song siêu ạ. Song hay siêu. Là ba siêu thì không phải, như song siêu. Song siêu. Vâng. Vâng, tác phẩm đầu tiên chúng ta tiếp xúc đó là một cây ổi ta. Qua đôi lời tâm sự chia sẻ của anh Trần Thanh Sơn vừa mới giới thiệu. Vâng, anh đặt là song siêu. Song siêu ạ. Dăm cành từ chi tiết là đủ hết ạ. Tác phẩm quý. Vâng. Cây ổi này lâu lắm đấy. Để mà làm một cây ổi ta này thì em khẳng định rằng nó phải có tuổi đời, nó phải tầng 100 năm mới làm được cây ổi như này. Tìm được cây ổi này, song siêu này, nguy hiểm. Đẹp. Em đã mang lên đây để chào mừng Đại hội Đảng bộ Đình Chu. Anh là một cây ổi như này không phải bỗng nhiên mà một sớm một chiều mà làm như cây ổi như này, chi tiết từ đầu đến cuối, từ dăm cành, từ thân, từ ngọn ạ. Anh à, rảnh không anh ơi? Em biết là 12 giờ đấy, đang ngủ rồi anh. Ghé qua chỗ đặt cây đấy, em có các bác đang làm phóng sự ở cái vườn cây Tương Sắc ở Đình Chu này. Dạ. Đây em đang làm đây. Vâng. Vườn cây ở chuẩn bị cho Đại hội Đảng đây. Đây em đang làm đây, bác cứ ra đây. Vâng, chúng ta đang quan sát một cây ổi ta, nói chung là anh cứ mở có những cái đường đi của thân và những cái điểm nhấn là giật côn rất đẹp. Vâng vâng anh nhá. Vâng. Anh mở autobi lên.
Anh Trung ơi, cây này thấy thế nào? Đẹp, em. Cho một cây dăm cành như thế này. Đẹp mà. Cây này, cây này mà có người alo giao lưu thì anh lấy giá bao nhiêu anh? À vâng, có người alo thì thôi thì em cứ làm 100 triệu ạ. 100 triệu hả? Vâng. Mà có người giả em 70 triệu rồi em chưa bán. Vâng, rẻ đấy. Tôi giả 71 triệu anh có bán không? À, không, 71 triệu em không bán ạ. Vâng ạ. Tức là ý của anh là 100 mới bán nhỉ? Ý của em là 100 mới bán. Ổi này là có ổi... ổi này là ổi ta. Ổi ta nhưng mà bổ ra nó có lòng đào không? Bổ ra là có lòng đào anh ạ. À tức là ruột vỏ à, đỏ à? À. Ruột đỏ, ruột đỏ. Vâng, tôi quay lại phía đối diện một lần nữa để các bạn chúng ta thưởng thức. Vườn kia cho em trưng bày chuẩn bị cho đại hội đảng Bộ Đình Chu ạ. Làm đẹp cho quê hương nhà mình. Đại hội... Vâng, trung tâm văn hóa xã Đình Chu. Vâng, em làm đẹp cho Đảng bộ Đình Chu ấy. Thì em Minh Trung là những người mà đồng hành với nhau rất nhiều, cho nên là luôn luôn phải làm đẹp cho quê nhà mình. Đúng rồi. Vâng, số điện thoại của anh Trần Thanh Sơn Đỗ Sinh cũng đăng tải trên màn hình ở những phút đầu và phút cuối ở cuốn video. Tôi cũng đăng số điện thoại của anh Trần Thanh Sơn để chúng ta giao lưu. À, những cái tác phẩm mà trong cuốn video này Đỗ Sinh tiếp cận. Vâng, chia tay với cây ổi ta, chúng ta đến với một tác phẩm Lộc Vừng. À, nói đến Lộc Vừng thì tôi thấy có 2-3 cây. À, tôi chia sẻ luôn với các bạn. Vâng. Vâng, được rồi, đặt mẫu tử là đúng rồi, bởi vì cây tử ở phía phần bụng mà. Và người mẹ đang ôm con. Đang ôm con, chính xác. Vâng. Nếu mà đằng lưng thì là phụ tử, người cha cõng con. Và đây cũng là cây lộc vừng tiếp theo này, giới thiệu với các bạn. Cái này cũng mẫu tử. Ngủ với thằng ơi. Đây, đang làm đây. Ôi, đang làm rồi, làm từ lúc điện đấy. Thì nói lúc lên cái thì các bác nhìn nhanh quá. Đơn này là mẫu đơn... Vâng, tiếp theo một cây đơn đỏ đây. Đơn nhung. Cây đơn đỏ, đơn nhung mà có cái... Đó là cây cốt. Hai thân, đường kính cũng tạm được rồi. Đấy là cây đơn anh ạ. Được rồi, để bác qua quay đấy. Không, anh chuyển sang chỗ bonsai cho em. Đây, chuyển cho em bonsai này. Vâng, tiếp theo là một cây xanh Nam Điền. Vâng, đây tất dàn này Nam Điền ạ. Đường thì, đường đi, đường thân thì kỳ quái. Yeah. Ừ. Lúc vừa bảo nói bảo anh thế chẳng gì không. Vâng. Cây xanh dáng huyền. Chức huyền.
Cô quay xem cái dòng này đó. Xong rồi lại như mình. Đó, anh cứ chạy này này. À đây anh có cái xanh ôm cái hũ đây. Và cũng nghệ thuật đấy, ôm dưới là đá tấm thủy, trên là một cái hũ, là cái chùm. Và một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật này đài đài đấy. Chùm này là chùm để tiền ngày xưa đấy ạ. À chùm. Vâng, chung này là chung để tiền ngày xưa đấy. Đây cái xanh Nam Điền đấy. Vâng, xanh Nam Điền. Cái này trực Ngũ Phúc nhỉ? Ừ, trực Ngũ Phúc. Cây già lắm, thân cái vàng, thân vàng óng hết rồi. Vâng. Đấy cây xanh Giáng Lão này. Vâng. Lão Mai. Cái này anh nắn cho cái rễ nó thẳng. Vâng. Chứ đừng để ra dễ nó lằng ngoằng này. Vâng. Gậy mà. Gậy phải thẳng chứ. À, gậy thẳng. Vâng vâng. Chống chéo này nó ngã đi. Ngã vào đầu ngã, ngã vào em nào đấy. Cây này thì gọi là Giáng Lão rồi. Cây rất là già cây. Cây này anh cô lại anh làm được một cây tầm nhỏ rất đẹp ấy. Vâng. À, nắn cho cái rễ nó thẳng tưng xuống. Vâng. Cây đẹp chứ. Cây này cái cốt của nó tự nhiên này già như này. Vâng, già. Mà nó chất tự nhiên nhỉ. Các bác sĩ du sinh ạ. Vâng. Chúng ta đi tiếp một số những cây nữa. Bên kia anh có cây Giáng Lão kìa. Vâng. Cũng là cây Nam Điền rất già đấy. Vâng. Nam Điền. Có hai cây giống nhau này. Vâng. Hai tác phẩm làm cặp ấy. Cây lúc nãy với cây này đúng không? Vâng. Cây này trẻ hơn, cây bên này không cần cần gậy. Cây bên này cây là dùng gậy. Động cây hơn. Vâng. Và cái cây đơn ba thân này của anh à? À vâng, của em đấy. Đẹp. Vâng. Cây giả lắm ấy. Vâng, tuổi đời cũng phải gần 200 năm rồi đấy ạ. Ờ, cây mẫu đơn nó lại đẻ ra một loạt cây hoa cải này. À vâng, đấy ạ. À, hay nhỉ. Cái cải này là cải phụ. Cải này mình trồng hay là mẫu đơn nó đẻ ra đấy? Cải này là em trồng ấy ạ. Bây giờ em bảo là nó trồng ra thì không được ạ. Già quá cây mẫu đơn. Đây anh xong thì anh quay cho em cái này. Tùng La Hán. Chú này sao ông nghỉ không? Sao không? Dạ. Đây chủ tịch sao? Nó đã ngủ chưa? 12 giờ trưa gọi ông ra làm gì anh? Gọi ông ra làm gì 12 giờ trưa rồi? 12 giờ trưa gọi người ta ra làm gì? Cánh công quyền ở nước nó cũng ấy lắm. Chào mừng đại hội đảng bộ Bình Dương là được rồi. Vâng, đây là cây đa. Một gốc đa bàm đá cũng hay đấy. Vâng, chúng ta đến với một tác phẩm xanh. Tôi ngắm từ xa thì nó cái dáng làng thôi. Nhưng mà đến đếm kỹ lại thì là bốn tay bốn góc. Một thân chủ lên ngọn thì là sẽ có thể là Ngũ Lão Giáng Đình được đấy. Đúng rồi. Ok đây. Cái này em mang Bình Phước ra này.
Mang từ Bình Phước ra. Vâng. Để tí tôi quay đến, tôi đang quay cây lục vừng thì ông nói cây xanh. Ông phải nói theo cái ống kính tôi quay đâu ông nói đấy. Đang quay con gà ông lại quay sang con lợn. Ông lại bảo cái con này bốn chân nhưng mà tôi đang quay con gà. Con gà là tuổi em đấy. Thế à? Con gà chính là con thế, gà tuổi em. Thế vô tình lại trúng ông tuổi Dậu đây. Em sinh năm 69 đấy ạ. 69 là tuổi gà đấy ạ. Kỷ Dậu, kỷ Dậu. Có một cụ bệ rất đẹp. Vâng, cây sung này bệ, cây lục vừng này bệ đẹp này. Vâng. Bởi vì bản thân trước anh để trong cái chậu vuông. Vâng. À, đây là cái vành chậu. Lâu đời. Cái này thì cũng phải nói anh là cây này rất đẹp. Một người cây này chắc sai hoa đấy. Tặng cho con rể ạ. Ừ. Vâng. Mà cây này là không mua bán đổi ạ. Đây là cây mà anh vừa giới thiệu mang từ Bình Phước ra đây à? Vâng, tại thị xã Đồng Xoài ạ. Mà tác phẩm này là tác phẩm đá này em làm đấy. Đồng Xoài Bình Phước. Đồng Xoài. Rồi, Đồng Xoài tôi qua rồi. À vâng. Đấy chính tác phẩm này là em làm đấy. Cây sạch quê đấy ạ. Tác phẩm đầu tay của em này làm bằng đá tự nhiên. Ngày xưa nó là năm thân đấy chú. Vâng, ở vị trí này tôi thấy anh Trần Thanh Sơn có một cây đơn vàng. À, có cái nụ hoa hoa nào? Không có. Chưa có. Hết đợt rồi. Nó chưa, hết chưa nở. Hết đợt, nhưng mà sao lá nó lại vàng như là hoa này nhỉ? À, vâng. Vâng, cây đơn vàng mà có cái ba thân cũng rất là đều nhau. Cây đơn vàng mà lá lại thế này. Đơn đỏ, đơn đỏ. Bác bố xin. Anh này mẹ lá thế này mà anh dám giới thiệu đơn vàng. Đây. Đơn đỏ này. Đây. Ôi rồi ông đỏ. Trần Thanh Sơn này khả năng là phải cho ông uống thêm hai cốc rượu. Cho thêm hai cốc rượu. Tôi hỏi anh là tôi có ý cả. Tôi rất đã nghi ngờ rồi. Lá nó vàng nhưng mà nụ lại đỏ. Ừ. Lá thì như hoa mà hoa thì lại màu đỏ chứ không phải màu vàng. Cũng chúc mừng anh có cây đơn đỏ đẹp ấy. Nếu nói về cây ba thân như thế này là rất tuyệt vời. Đẹp. Vâng, cây này có giao lưu không anh? Cây này em không ạ. Lá nó vàng này thì chắc là rẻ thôi chứ. Vâng, em để ạ. Vâng. Vâng. Để hồi phục trong bản sao. Vâng. Cây này đẹp đấy. Trước hết xin cảm ơn anh Đỗ Sinh. Ừ. Hôm nay chưa tay rồi à, mà bắt tay. Chưa. Còn mấy cây nữa chưa quay xong cơ mà. À, vâng. Cứ như là tôi mua cây của ông tiễn tôi về để ông chia tay với cây của ông. Cứ để bác Đỗ Sinh bác nói thì vâng. Vâng, bây giờ ta quay sang một tác phẩm cuối cùng ở cây xanh với cái trụ đá bên kia đi. Đây tôi lại thấy có một cái trụ đá phối cạnh một cây xanh. Một cây xanh quê thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà rất là già, có dáng mảnh mai. Anh đặt tên là Lão Mai à? Vâng, Lão Mai ạ. Vâng. Được rồi. Đỗ Sinh đã giới thiệu xong với các bạn toàn bộ khung cảnh. Những cái tác phẩm bonsai nghệ thuật của anh Trần Thanh Sơn, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua số điện thoại của anh Đình Chu, anh Thanh Sơn trên màn hình, chúng ta cùng nhau giao lưu. Đặc biệt nhất là cây ổi. Ngay từ phút đầu cuốn video, đó là một cây ổi ta có cái đường đi của thân và cốt cách cũng rất đẹp. Đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video chia sẻ này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cuốn sau. Và xin được cảm ơn anh Đỗ Sinh hôm nay về với Đình Chu Lập Thạch. Vâng, nào bây giờ bắt tay nhá. Vâng, chào anh nhá. Vâng. Xin được hẹn anh và những người yêu cây nhá, lúc nào cũng cho bọn em. Rồi, vâng, xin cảm ơn anh. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, và trong khi tôi về xã Đình Chu, tại trung tâm văn hóa xã Đình Chu có trưng bày những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật mà qua cái chia sẻ của anh Trần Thanh Sơn, tôi đã được giao lưu cùng với ông chủ tịch xã Đình Chu. Qua ý kiến của ông tôi được biết thì đây cũng chính là cái cuộc trưng bày nhỏ nhỏ để
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đình Chu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 và 2025. Chúng ta cùng ông chủ tịch xã có đôi điều tâm sự với các bạn. Thưa bác Đỗ Sinh, chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Đình Chu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, thì xã chúng tôi có tổ chức tạo dựng một cái vườn cây sinh vật cảnh để mang cái màu sắc gọi là có màu xanh cho quê hương, tạo cái không khí xanh sạch đẹp cho quê hương, chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ lần thứ 13 của Đảng bộ xã Đình Chu. Vâng, xin cảm ơn ông. Và qua những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn, đây cũng là cái nét đẹp, cũng là để thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ xã Đình Chu, xây dựng một không gian xanh sạch đẹp trên địa phương. Vâng, xin cảm ơn ông nhé. Vâng, xin cảm ơn.